Kính thưa quý vị, giá nhà tại vùng Bay Area tiếp tục tăng, còn về thị trường địa ốc tại miền Bắc California vẫn còn đang nóng bỏng. Wow, đây đúng là một tin hấp dẫn, thị trường địa ốc đang rất nóng bỏng đó anh. Đúng rồi Thúy, đây là một cơ hội đầu tư rất là hấp dẫn. Hiện nay ở công ty Acamax có những chương trình giúp cho Thúy mua nhà cho thuê để tìm thêm một cái income lâu bền. À, Thúy nghe nói bây giờ mình không cần phải đi tìm nhà một cách khó khăn, vì đã có công ty Acamax mà Avin đang cộng tác sẽ giúp cho chúng ta tìm nhà và cho thuê, phải không anh? Chính xác, công ty Acamax đang có trên 250 căn nhà ở vùng Stockton và Sacramento đang có người thuê. Mình chỉ cần mua nó và chúng ta sẽ có income ngay lập tức. Đây đúng là một tin hay. Hãy gọi cho Avin Huỳnh để biết thêm chi tiết. 408-692-5232.